thực hư thông tin bạn trai Khánh Vân là chồng cũ ca sĩ Đình đám vis Thông tin đời tư của chồng sắp cưới Khánh Vân khiến cư dân mạng xôn xao. Sau khi Khánh Vân công khai được cầu hôn, thông tin về chồng sắp cưới của nàng hậu trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Được biết, bạn trai Khánh Vân hơn cô 17 tê ủi, là Nguyễn Long nhiếp ảnh gia có tiếng với hơn chục năm trong nghề. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long từng kết hôn nhưng sau đó đổ vỡ và chăm sóc con trai nhỏ. Đời tư của vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng khiến nhiều người bàn tán. Đi kèm theo đó là loạt đồn thổi. Đơn cử như mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền bài đăng với nội dung vợ đầu tiên của nhiếp ảnh gia Nguyễn Long là một nữ ca sĩ nổi tiếng Vis. Đính kèm theo đó là bức ảnh cả hai có cử chỉ thân thiết. Thông tin này nhanh chóng được netizen chia sẻ và gây xôn xao cõi mạng. Tuy nhiên theo nguồn tin riêng của chúng tôi, vợ cũ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Long là người không hoạt động trong giới giải trí. Thế nên những đồn thổi xoay quanh chồng sắp cưới của Khánh Vân với một nữ ca sĩ đình đám là chưa chính xác. Về phía Khánh Vân, cô chưa có động thái liên quan đến những thông tin thất thiệt trên. Hậu công khai được cầu hôn, nàng hậu chỉ cập nhật vài hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, cũng như không nhắc gì về bạn trai hiện tại. Ngày 30 tháng 6, hoa hậu Khánh Vân đã thông báo tin vui đến mọi người bằng một bức ảnh đeo nhẫn cầu hôn và đính kèm là dòng trạng thái, "Em đồng ý." Nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời chúc phúc đến Khánh Vân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nóng lòng chờ ngày hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2019 sẽ chính thức lên xe hoa. Bạn trai hoa hậu Khánh Vân tên Nguyễn Long sinh năm 1978, hơn cô 17 tê ủi, là nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Anh có vẻ ngoài phong độ, lịch lãm và nụ cười tươi ấm áp. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và đã có một con trai. Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã cùng gắn bó và đồng hành trong công việc từ năm 2019. Bạn trai Khánh Vân cũng có mối quan hệ thân thiết từng làm việc với nhiều sao nổi tiếng trong showbiz Việt và đặc biệt là những hoa á hậu. Thời gian qua, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đồng hành với người đẹp sinh năm 1995 ở những sự kiện lớn nhỏ. Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên hoa hậu Khánh Vân. Dù chính chủ vẫn chưa hé lộ, nhưng sâu chuỗi một vài thông tin thì cư dân mạng dự đoán thời điểm mà Khánh Vân được bạn trai rước về dinh không còn lâu. Trước đó, Khánh Vân từng chia sẻ cô muốn lập gia đình sớm. Tuy nhiên sau khi đăng quang, người đẹp đặt mục tiêu hoàn thành trách nhiệm của Hoa hậu và dự định kết hôn trước 30 tê ủi. Năm nay cũng là năm cuối cùng trước khi nàng hậu sinh năm 1995 bước sang tê uổi 30. Cách đây khoảng 2 tháng, Lý Nhã Kỳ từng đăng tải hình ảnh gặp gỡ Khánh Vân và bất ngờ hé lộ chuyện đám cưới của đàn em. Lý Nhã Kỳ khéo flex, sự giàu có khi khẳng định sẽ chuẩn bị quà xính lễ không phải dạng vừa cho Khánh Vân. Chị không có gì bù đắp cho em nên mong sao ai hên hốt được em về nhà chị sẽ chuẩn bị kim cương làm của hồi môn cho em nha em gái tôi thời điểm đó nhiều người cho rằng đây chỉ là chia sẻ vui vẻ của lý nhã kỳ tuy nhiên đến lúc này cư dân mạng mới ngỡ ra và chắc mẩm chuyện khánh vân sẽ lên xe hoa trong năm nay